Hello, xin được chào mừng quý anh chị trở lại với Ben Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội. Với địa chỉ kinh doanh bên em là 99 Trương Công Giai, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội anh chị nhá. Và em là Trương, đại diện bán hàng Ben Auto 62. Hôm nay sẽ hỗ trợ anh chị tham khảo những mẫu xe gầm cao đang được chào bán Ben Auto 62. Auto 62 là một trong những đơn vị kinh doanh chuyên ô tô gầm cao và chuyên những dòng xe lướt, chuyên những dòng Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson hay là Ford Everest. Rất là nhiều những dòng gầm cao và Fortuner đang được bày bán bên em. Thì mời quý anh chị cùng em Trường tham khảo những mẫu xe mà đang được bày bán bên em. Với chiếc xe đầu tiên em Trường gửi tới quý anh chị là một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Mà Hyundai Santa Fe hiện tại là một trong những chiếc xe đang rất là hot trên thị trường xe mới cũng như thị trường xe cũ anh chị nha. Xe mới thì hiện tại không có xe giao, nhưng xe cũ bên em thì có rất là nhiều những dòng sản phẩm SUV gầm cao để giao đến quý anh chị nhé. Đặc biệt là Hyundai Santa Fe. Chiếc đầu tiên là một chiếc xe Hyundai Santa Fe với bản một cầu, năm sản xuất 2022, bản xăng anh chị nhá. Bản dầu, xin lỗi anh chị, chiếc xe này là bản dầu. Với km đã chạy là 2 vạn km, có ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, thì xe đang chào bán bên em với mức giá 1 tỷ 090 triệu, vẫn linh động giá anh chị nhá. Với hơn 800 triệu một chút thì anh chị có một sự lựa chọn tiếp theo cho dòng Hyundai Santa Fe. Với chiếc này sản xuất 2019, bản xăng đặc biệt 2 cầu anh chị nhé. Có ngoại thất màu đen và nội thất màu đen, xe lăn bánh được 5 vạn km, một chiếc xe rất là đều và rất là mới anh chị nhé. Chỉ hơn 800 triệu thôi anh chị có sự lựa chọn là một chiếc xe bản đặc biệt 2 cầu. Với tầm tiền ngoài 1 tỷ mốt một chút, rẻ hơn xe mới khoảng 250 triệu thì quý anh chị có sự lựa chọn là một chiếc xe bản xăng cao cấp premium, sản xuất 2022, xe lăn bánh 2 vạn km, có ngoại thất màu đỏ mận và nội thất là ghế da 2 màu. Thì xe đang chào bán bên em với mức giá 1 tỷ 155 triệu, vẫn có thể linh động giá một chút anh chị nhé. Với một chiếc xe tiếp theo, có năm sản xuất 2021, bản premium full xăng. Xe này lăn bánh chỉ hơn 1 vạn thôi anh chị nhé. Rất là ấn tượng về cây số đã chạy khi năm sản xuất 2021. Có ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da 2 màu. Thì đang chào bán chỉ 1 tỷ 090 triệu vẫn có thể linh động giá. Nếu như quý anh chị thiện chí alo cho em Trường, em Trường sẽ có những mức giá tốt nhất, ưu đãi tốt nhất để gửi tới quý anh chị. Và toàn bộ những chiếc xe mà em Trường đang review thì đều có những clip riêng của từng chiếc xe. Nếu như quý anh chị có nhu cầu chiếc xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em Trường để em Trường gửi chi tiết hình ảnh và gửi chi tiết video cụ thể, báo giá chi tiết những chiếc xe mà quý anh chị đang có nhu cầu anh chị nhé. 7 chỗ gầm cao của nhà sản xuất Kia. Đây là một chiếc xe Kia Sedona với bản dầu cao cấp nhất anh chị nha. Năm sản xuất 2019 và xe lăn bánh chuẩn km 4 vạn km, có ngoại thất màu trắng và nội thất là màu kem. Chiếc xe này rất đều xe mà còn rất mới anh chị nha. Một chiếc xe thật sự là rất đáng để quý anh chị quan tâm. Với chiếc xe này bên em đang chào bán chưa tới 900 triệu, một mức giá và một chiếc xe quá là tuyệt vời. Với mức giá chưa đến 900 triệu quý anh chị có thể sở hữu chiếc xe này. Một chiếc xe khoang nội thất hay là khoang ngoại thất rất là đẹp, mà khoang nội thất thì vô cùng là rộng rãi anh chị nhé. 7 chỗ gầm cao của nhà sản xuất Toyota. Đó là một chiếc xe Toyota Fortuner. Với chiếc này bản số tự động 1 cầu, có ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen. Và chiếc xe này thì hiện tại trong hãng cũng không có xe để giao xe mới anh chị nhé. Đang bày bán bên em Trường với mức giá 1 tỷ 033 triệu. Vẫn linh động giá khi quý anh chị qua xem trực tiếp lái thử và trải nghiệm. Chiếc xe này có năm sản xuất 2022, xe lăn bánh chỉ 3 vạn km zin. Nguyên lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong hãng và còn nguyên bảo hành của nhà sản xuất anh chị nhé. Nếu như quý anh chị có tầm tiền ngoài 700 triệu muốn sở hữu một chiếc xe Hyundai Santa Fe thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt và rất là tuyệt vời cho quý anh chị. Với chiếc xe chạy 6 vạn km, cam kết với anh chị là không bị đâm va, không ngập nước, máy móc kêu chỉ mọi cái là nguyên bản, có ngoại thất màu đen và nội thất là màu kem. Xe lăn bánh 6 vạn km, sản xuất 2017, bản full xăng anh chị nha. Chào bán chỉ hơn 700 triệu một chút thôi.
Đó là một mức giá rất tốt cho một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Nếu như quý anh chị đang có nhu cầu sở hữu Hyundai Santa Fe, gầm cao, máy thoáng cũng hot không kém gì Hyundai Santa Fe anh chị nha. Đây là một chiếc xe của nhà sản xuất Ford, đó là Ford Everest. Với chiếc này sản xuất 2019, có ngoại thất màu đen và nội thất màu đen, bản 2 cầu Titanium, bản cao cấp nhất của Ford Everest anh chị nhé. Thì chào bán bên em với mức giá rất là yêu thương, chỉ hơn 900 triệu thôi anh chị nhé. Anh chị có thể sở hữu chiếc xe này luôn. Với chiếc xe này lăn bánh được hơn 4 vạn km một chút, thì là một mức giá rất là tốt và một chiếc xe rất là tuyệt vời để quý anh chị lựa chọn. Và ngoài chiếc này thì bên em còn một chiếc sản xuất 2021 bản Titanium 1 cầu số tự động, có ngoại thất màu trắng và xe lăn bánh 6 vạn km, đang chào bán cũng chỉ hơn 900 triệu một chút anh chị nhé. Nếu như anh chị sử dụng 2 cầu thì với tầm tài chính như vậy thì bên em có chiếc xe này, và sử dụng 1 cầu với tầm tài chính cũng như vậy mà năm sản xuất sẽ cao hơn, thì bên em có một chiếc xe màu trắng để phục vụ anh chị. Đây là một chiếc xe mà đang quá hot trên thị trường và hiện tại là không có xe mới để giao cho quý anh chị, với bản dầu premium Hyundai Santa Fe anh chị nhé. Chiếc này sản xuất 2022, xe lăn bánh hơn 1 vạn km một chút anh chị nhé. Nguyên lịch sử bảo dưỡng sửa chữa trong hãng, có ngoại thất màu trắng, nội thất là ghế da hai màu, bản premium phun dầu, thì đang chào bán bên em với mức giá 1 tỷ 255 triệu, linh động giá khi quý anh chị alo và qua trực tiếp bên em lái thử trải nghiệm chiếc xe này anh chị nhé. Toàn bộ những chiếc xe mà em thường review lên thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất, giấy tờ an ninh pháp lý thì chuẩn chỉ rõ ràng, và đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe nếu quý anh chị có nhu cầu mua qua ngân hàng anh chị nhé.